Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là thầy sẽ trình bày với các bạn về một cái nội dung rất là hay. Đó là xây dựng hệ trục tọa độ. Các bạn ghi cho thầy nội dung như sau. Đó là ứng dụng phương pháp tọa độ giải bài toán không gian. Ứng dụng phương pháp tọa độ. Giải bài toán không gian. Hình học không gian. Như vậy ở đây ấy, thì thầy sẽ trình bày với những cái nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, nội dung thứ hai và nội dung thứ ba. Nội dung thứ nhất là thầy hướng dẫn các bạn xây dựng hệ trục. Nội dung thứ hai là sẽ tọa độ hóa các điểm. Và nội dung thứ ba đó chính là chúng ta xây dựng các biểu thức tọa độ hoặc xây dựng các công thức. Nhằm phục vụ mục đích tính toán. Như vậy chúng ta sẽ có ba cái ý chính cần phải làm trong một bài tập, đó là xây dựng một hệ trục tọa độ nó phù hợp. Thứ hai là tọa độ hóa tất cả các điểm có trong hình vẽ. Và thứ ba là xây dựng công thức tính toán các bạn nhé, xây dựng công thức tính toán. Để nắm bắt được cái nội dung này thì chúng ta sẽ tìm hiểu lại về hệ trục tọa độ phần thứ nhất. Chúng ta tìm hiểu lại về hệ trục. Rồi chúng ta có cái hệ trục tọa độ như sau. Đây là hệ trục OXYZ. Rồi. Thế thì với cái hệ trục tọa độ này thì thầy sẽ trình bày với các bạn hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là các điểm nằm trên trục. Nội dung thứ hai là các điểm nằm trên mặt. Được chưa các bạn? Thứ nhất là các điểm nằm trên trục. Rồi, nó có nằm trên trục X này, nằm trên trục Y này và nằm trên trục Z. Thì các điểm sẽ có tọa độ dạng như sau. Ví dụ, nếu điểm A mà nằm trên trục X thì tọa độ của nó sẽ là A00. Nếu điểm B nằm trên trục Y thì tọa độ của nó sẽ là 0B0. Và nếu điểm C mà nó nằm trên trục Z thì tọa độ của nó sẽ là 0C. Đấy, đây là những cái điểm đặc biệt mà các bạn cần phải nhớ. Thông tin thứ hai. Đó là các điểm nằm trên mặt các bạn nhé, nằm trên mặt. Rồi, các điểm nằm trên mặt này. Ở đây nó có ba mặt. Mặt thứ nhất là mặt OXY. Đây này các bạn này, mặt OXY. Đấy, nếu một điểm mà nằm trên mặt OXY, giả sử là điểm A đi, thì tọa độ của nó sẽ là, các bạn nhớ nha, tọa độ của nó sẽ là A, B, 0. Tọa độ của nó sẽ là AB0. Và nếu mà cái mặt đấy
là mặt, nó nằm trên mặt OIZ. Giả sử nó là điểm B đi, thì tọa độ của nó sẽ là 0 B C. Đấy. Và thứ ba là nếu mà nó nằm trên cái mặt OXZ. Đấy, nếu nằm trên mặt OXZ, giả sử là điểm C đi, thì tọa độ của nó sẽ là x, xin lỗi, a 0 c. Hiểu là gì? Nếu nằm trên mặt XOY, nằm trên mặt XOY tức là không có z thì thằng z bằng 0. Nằm trên mặt IOZ không có x thì thằng x bằng 0. Nằm trên mặt XOZ không có y thì thằng y bằng 0. Đấy. Đây là các điểm nằm trên mặt các bạn nhé. Và trường hợp thứ ba là trường hợp đặc biệt nhất mà chúng ta thường hay gặp. Đó là một điểm nó nằm lơ lửng ở đây này. Đấy, giả sử điểm M nó nằm lơ lửng ở đây này. Thì làm sao chúng ta có thể xác định được tọa độ của nó? Làm sao để chúng ta xác định được tọa độ của nó? Thì cách làm như sau. Bước đầu tiên các bạn chiếu điểm M lên trên cái mặt phẳng OXY. Các bạn nhớ nha, chiếu điểm M lên trên cái mặt phẳng OXY. Chúng ta được điểm M phẩy. Đấy, được điểm M phẩy. Thế thì ở đây điểm M phẩy do nó nằm trên mặt OXY nên tọa độ của nó sẽ là A B 0. Giả sử cái độ dài này bằng C. Độ dài này và bằng C thì cái điểm M sẽ có tọa độ là A B C. Hiểu là nó giữ nguyên hai cái tọa độ x và y và nó có thêm cái thằng cao độ. Đấy, từ 0 nó chuyển thành C. Tức là có thêm cao độ. Nếu nó nằm phía trên mặt OXY thì nó là C, còn nó nằm phía dưới của mặt OXY thì nó sẽ là trừ C, tức là tọa độ của nó sẽ là âm. Thì đây là ba tình huống mà các bạn cần quan tâm. Cần quan tâm. Thì ở đây thầy phải giải thích rõ hơn cho các bạn là vậy thì cái điểm một điểm nằm trên mặt đấy, và cụ thể là nằm trên mặt OXY này này thì làm sao để xác định được tọa độ của nó. Đầu tiên các bạn vẽ cho thầy ba cái hình này thật cẩn thận đã nhé. Bảo Linh vẽ xong ba cái hình này thì báo cho thầy. Rồi em vẽ xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói kỹ hơn cho các bạn đó là gì. Khi một điểm nằm trên mặt OXY ấy, thì làm sao để chúng ta xác định được tọa độ của nó. Chúng ta có hai cái hình vẽ như này. Đây là hình vẽ thứ nhất các bạn này. Giả sử cái điểm của chúng ta nó nằm ở vị trí này. Nó là điểm M. Đấy, từ điểm M này thì các bạn sẽ dựng cái đường vuông góc với trục OX. Các bạn nhớ nha, dựng đường vuông góc với trục OX. Và từ điểm M này chúng ta cũng dựng đường vuông góc với trục OY.
Vậy là chúng ta có hai cái đường vuông góc này. Giả sử tọa độ ở đây là A, tọa độ ở đây là B, thì điểm M sẽ có tọa độ là AB. Không. Đấy, đây chính là cách xác định điểm M. Nếu điểm M mà nằm trên mặt phẳng OXY thì các bạn chiếu lên trục OX, chiếu lên trục OY này, thì các bạn sẽ được là A là B này, tọa độ là A là B này, thì điểm M sẽ có tọa độ là AB0, AB0. Nếu chúng ta nói như sau, nếu chúng ta có câu nói là coi A là đơn vị, nếu chúng ta có cái cụm từ này thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta xây dựng hệ trục? Các bạn cùng nhìn nhé. Thầy lấy một số ví dụ cho các bạn xem. Đây là trục X này, trục Y này, trục Z này. Thì trên đây các bạn sẽ thấy độ dài của đoạn OA này, độ dài của nó là 2A. OB này, độ dài của nó là 3A. Và OC này, độ dài của nó là 2A. Thì chúng ta sẽ xác định tọa độ điểm A như sau. Trước tiên các bạn thấy điểm A thuộc vào trục OX. Điểm A thuộc vào trục OX nên nó chỉ có một tọa độ đối với X thôi. Chính xác của nó sẽ là 2A. Không. Không. Nhưng khi chúng ta nói là coi A là đơn vị thì chúng ta chỉ giữ lại số 2 này thôi, mà các bạn gạch bỏ chữ A này đi. Vậy tọa độ của điểm A sẽ là 2, 0, 0. Tương tự bây giờ chúng ta xem tọa độ của điểm B này. Các bạn thấy điểm B nằm trên trục Y cho nên nó chỉ giữ lại tọa độ của Y thôi. Vậy tọa độ của nó sẽ là 0, 3A, không. Do câu nói coi A là đơn vị nên chúng ta có thể bỏ chữ A này đi. Do đó tọa độ của B sẽ là 0, 3, 0. Hoàn toàn tương tự các bạn sẽ suy ra được tọa độ của điểm C. Sẽ là 0, 0, căn 2. Và khi coi A là đơn vị, nếu các bạn tính độ dài thì kết quả cuối cùng các bạn nhân thêm A. Nếu các bạn tính diện tích thì kết quả cuối cùng các bạn nhân thêm A bình. Nếu các bạn tính thể tích thì kết quả cuối cùng các bạn nhân cho thầy là A mũ 3. Đấy là cách tạo ra kết quả sau này. Bảo Linh ghi xong báo cho thầy nhé. Nga bị lag mạng à Nga ơi. Em đi xong rồi ạ. Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ để minh họa cho những cái thứ mà chúng ta vừa làm. Và chúng ta thấy là sẽ có 3 nội dung cần làm: xây dựng hệ trục,
tọa độ hóa các điểm và xây dựng công thức. Còn công việc của chúng ta là sau khi thầy xây dựng công thức thì các bạn sẽ tính toán dựa trên công thức đã xây dựng nhé. Chúng ta xét ví dụ số 1. Đề bài như sau. Cho tứ diện SA, cho tứ diện ABCD. Cho tứ diện ABCD. Có các thông tin gồm có AD vuông góc với mặt phẳng ABC. AC bằng AD bằng 4 cm. AB bằng 3 cm. BC bằng 5 cm. Từ đây yêu cầu tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD. Thể tích của ABCD. Vậy thầy đã tóm tắt xong bài toán. Rồi sau khi tóm tắt bài toán thì chúng ta thực hiện quá trình vẽ hình các bạn. Khi vẽ hình thì chúng ta phải bám vào giả thiết để vẽ hình. Trước tiên thầy bám vào cái giả thiết này. AD vuông góc với mặt phẳng ABC. Vậy thầy sẽ vẽ đáy là tam giác ABC trước. Các bạn nhìn kỹ nhé. Rồi đáy của nó là tam giác ABC này. Có AD vuông góc lên này. Vậy điểm D nó nằm ở đây. Do cái tính vuông góc này cho nên thầy phải đánh được cái góc vuông ở đây. Rồi ok. Thông tin tiếp theo đó là các cái độ dài mà bài toán cho, chúng ta điền vào trong hình vẽ. AC bằng 4. AD bằng 4. BC bằng 5. AB bằng 3. Thì quan sát cái tam giác ABC các bạn, quan sát tam giác ABC thì các bạn nhận thấy điều gì? Đó là 5 bình phương thì sẽ bằng 4 bình phương cộng với 3 bình phương. Điều này có nghĩa là cái tam giác này vuông tại A, góc A bằng 90 độ. Nó thỏa mãn định lý Pythagore, vậy thầy có góc A bằng 90 độ. Chúng ta đánh thêm góc vuông ở A. Đến đây các bạn quan sát một cái điểm rất là hay, đó là chúng ta thấy có 3 góc vuông này. Ở đâu đó có ba cái góc vuông như thế này, tức là ở đấy có thể xây dựng được hệ trục tọa độ. Và chúng ta xây dựng hệ trục như sau. Coi A làm gốc, trục này là trục X. Rồi chúng ta có trục Y này. À, không có mũi tên đứt cho nên thầy phải đành phải vẽ nét liền nhé. Trục này trục Z này. Rồi như vậy chúng ta vừa xây dựng xong hệ trục tọa độ OXYZ.
Và chúng ta ghi như sau. Chọn hệ trục như hình vẽ. Tiếp tục coi A, ở đây nó không có A ấy, cho nên chúng ta không có cái câu là coi A là đơn vị các bạn nhé, không có câu coi A là đơn vị. Rồi bước thứ nhất là chọn hệ trục, chúng ta đã chọn xong này. Đến bước thứ hai chính là chúng ta tọa độ hóa các điểm. Các bạn nhìn vào phần lý thuyết này, xây dựng hệ trục rồi tọa độ hóa các điểm. Rồi các điểm lần lượt sẽ là điểm A. Các bạn nhìn điểm A này. Điểm A là gốc tọa độ nên tọa độ của nó sẽ là 0, 0, 0. Thầy tiếp tục lấy các điểm ở trên các trục này. Điểm B này. Điểm B nằm trên trục X. Vậy tọa độ của nó sẽ là 3, 0, 0 này. Điểm C này. Điểm C nằm trên trục Y cho nên điểm C của nó sẽ có tọa độ là 0, 4, 0 này. Và cuối cùng là điểm D. Điểm D nằm trên trục Z này. Thì tọa độ của nó sẽ là 0, 0, 4 này. Vậy là tất cả các điểm ở đây thầy đã xây dựng tọa độ xong. Xây dựng tọa độ xong. Sang bước số 3, chính là chúng ta xây dựng các công thức để tính toán. Được chưa các bạn? Xây dựng các công thức. Ở đây chúng ta sẽ làm bằng tọa độ nhé. Làm bằng tọa độ. Thế do đó các bạn phải có suy nghĩ theo kiểu tọa độ. Được chưa nào? Công thức thứ nhất là chúng ta sẽ xây dựng cái công thức khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD. Đây các bạn này, khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD. Rồi chúng ta có thông tin đầu tiên đó là mặt phẳng BCD. Mặt phẳng BCD thì đi qua 3 điểm. Các bạn cùng quan sát hình vẽ. Điểm thứ nhất đó là điểm B. Có tọa độ là 3, 0, 0. Điểm thứ hai là điểm C có tọa độ là 0, 4, 0. Và điểm thứ ba là điểm D có tọa độ là 0, 0, 4. Nếu chúng ta còn nhớ thì cái mặt phẳng này đi qua 3 điểm nằm trên 3 trục thì nó là mặt chắn. Phương trình của nó sẽ là x chia A, tức là x chia 3, cộng y chia b chính là y chia 4, cộng z chia c chính là z chia 4 bằng 1. Thầy chuyển cái phương trình mặt phẳng BCD lại theo hướng khác cho nó đẹp hơn bằng cách nhân cả hai về với 12 thì chúng ta sẽ được là 4x cộng 3y cộng 3z trừ đi 12 bằng 0. Tiếp tục thông tin thứ hai đó là tọa độ điểm A là 0, 0, 0. Từ đây chúng ta suy ra được khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD. Cái công thức khoảng cách chúng ta biết rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ thay tọa độ điểm A vào mặt phẳng BCD này. Thì nó sẽ bằng trên tử số là trị tuyệt đối của 0 cộng 0 cộng 0 trừ đi 12 chia cho căn bậc 2 của, lấy hệ số của x, của y, của z bình phương lên, nó sẽ là 16 cộng 9 cộng 9. Tử số là 12. 18 cộng với 16 thì nó ra đâu đấy là khoảng độ 34, căn 34. Và đây chính là kết quả cần tìm.
Đấy, các bạn thấy đây chính là khoảng cách này. À, thầy giải thích như thế này Đỗ Thùy Linh có hiểu được không Thùy Linh? Dạ em có ạ. Ok. Rồi như vậy là nhìn vào cái hình vẽ này thì các bạn có được cái điều gì ở đây? Đó là các bạn tính được khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng BCD. Đấy, bạn tính được khoảng cách H này. Thế bây giờ người ta yêu cầu tính diện tích ấy, thì nó có rất nhiều cách tính diện tích. Thế nhưng thầy đang muốn hướng các bạn đó là trong cái trường hợp này có thể tính diện tích tam giác này được không? Để chúng ta áp dụng công thức các bạn. Đấy. Vậy là thầy sẽ tính diện tích của tam giác BCD cho các bạn xem nhé. Thế thì nếu có diện tích của tam giác BCD thì chúng ta nhân với chiều cao ấy, chia 3 thì sẽ ra được thể tích. Tất nhiên các bạn có thể có cách tính nhanh hơn, đó là tính diện tích đáy của tam giác ABC rồi nhân với chiều cao AD cũng được. Thế thì cách này nó rất là đơn giản, đó là lấy chiều cao này nhân với diện tích đáy. Nhưng ở đây thầy đang muốn là các bạn có thể sử dụng được phương pháp tọa độ, thì chúng ta sẽ tính cái diện tích tam giác màu vàng này. Được chưa? Tam giác màu vàng. Rồi, như vậy là thầy sẽ làm cái ý thứ hai, đó là tính thể tích. Thể tích của ABCD sẽ bằng 1 phần 3 chiều cao. Chiều cao ở đây chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD, nhân với diện tích đáy chính là diện tích của tam giác BCD. Các bạn lưu ý điều gì? Đó là cái chiều cao này chúng ta đã có rồi, vì chúng ta vừa tính ở trên. Do đó bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của tam giác BCD. Thầy thu nhỏ lại để các bạn nhìn tổng quan nhé. Để tính diện tích của tam giác BCD thì chúng ta có diện tích của tam giác BCD được tính theo công thức là 1 phần 2 độ dài tích có hướng của vector AB, xin lỗi, của vector, các bạn xuất phát từ đỉnh nào cũng được, giả sử là đỉnh B đi thì sẽ là BC nhân với BD. Đây chính là công thức tính diện tích tam giác. Rồi chúng ta có BC, vector BC này. Các bạn lấy điểm C trừ đi điểm B, tọa độ của nó sẽ là 0. C trừ đi B thì sẽ là âm 3, 4, 0. Vector BD này, lấy điểm D trừ điểm B là âm 3, 0, 4. Vậy tích có hướng của nó này, rồi các bạn nhân vào là được 16. Che cột giữa lại thì là âm 12 trừ là dương 12. Che cột cuối lại thì là 16. Do đó độ dài của cái này, tức là độ dài của tích có hướng, sẽ bằng căn bậc 2 của tổng bình phương các tọa độ. Mười sáu bình phương cộng 12 bình phương cộng 16 bình phương. 16 bình phương thì nó khoảng độ 256 cộng với 256 rồi 12 bình phương là 144 thì ra là 656. Rồi như vậy chúng ta suy ra là diện tích của tam giác này
BCD sẽ bằng 1 phần 2 của cái tích có hướng lấy độ dài là căn của 656. Các bạn kiểm tra lại cho thầy xem là chỗ này có nhân có bị nhầm chỗ nào không, là số xấu thế nhỉ? BCBD. BC BD. Rồi nhân lại xem nào. Che cột đầu lại là 16 đây, che cột 2 lại thì là âm 12 hình dương 12. Che cột thứ 3 lại là chỗ này là số 12 các bạn. Xin lỗi thầy tính nhầm. Như vậy chỗ cuối này là số 12. Các bạn kiểm tra lại nhé, thầy tính nhầm cái đoạn này. Như vậy là 256 16 bình phương là bằng 256 cộng với 144 cộng 144 nữa, tức là cộng 288, nó ra là 544. Mà khai căn không khai căn được. Rồi nó sẽ ra là căn của 544 các bạn nhé. Rồi ra diện tích rồi. Thế từ đây chúng ta thấy thể tích sẽ bằng gì? Thể tích sẽ bằng 1 phần 3 chiều cao. Chiều cao chúng ta tính được ở phía trên rồi các bạn này. Nó chính là 12 chia cho căn 34 nhân với diện tích là 1 phần 2 nhân với căn của 544. Chúng ta lấy số 544 chia cho 34 rồi khai căn thì nó ra số 4. Vậy sẽ bằng là 1 phần 2 nhân 12 nhân 1 phần 2. Số đầu tiên là 1 phần 3 nhân 12 nhân 1 phần 2 nhân 4 thì nó rơi vào 6424, nó rơi vào 24 cm². Vậy kết quả của chúng ta là 24 cm³. Ở đây thì các bạn có thể thấy việc tính thể tích nó phức tạp hơn so với các bạn tính theo kiểu là lấy chiều cao nhân với diện tích đáy rồi chia cho 3. Tức là các bạn chọn đáy của nó là cái tam giác ABC. Thế nhưng mà thầy đang muốn là các bạn có thể dùng trong trường hợp bất kỳ mà không có gì quá đặc biệt, các bạn vẫn có thể tính được diện tích và vẫn có thể tính được chiều cao. Cho nên thầy cố gắng trình bày theo hướng này. Hải Anh có hiểu được cái đoạn tính diện tích tam giác không Hải Anh? Em hiểu. Ok. Cái điều đáng sợ nhất khi chúng ta làm cái tính toán ở đây ấy, đó là chúng ta chỉ cần nhầm mất một số thôi là chúng ta có thể sai toàn bộ bài toán. Diệp ghi xong báo cho thầy Diệp nhé. Dạ vâng. Thầy em tính máy tính nó ra 8 ý. 8 nào được? Cái số này chia cho số này thì là ra 16 này. Hai căn của nó bằng 4 này. 12 chia cho 6 thì còn 2. Bằng 8 đấy. Đúng rồi, bằng 8. Đúng rồi, bằng 8. Chính xác rồi, bằng 8. Thầy lại chia nhầm này. Thầy lấy số 12 chia cho 6 này thì ra 6. Cho nên 64 thành 24. Thầy chia sai. Đó là 12 chia 6 được 2 nhân với 4 bằng 8. Số 8 chính xác đấy. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái bài tập này, các bạn sẽ thấy điều gì? Khi các bạn đọc đề bài xong ấy, các bạn nên có thói quen tóm tắt như thầy đang làm ở phía trên này này các bạn này.
Thế sau khi tóm tắt xong thì chúng ta vẽ hình, chúng ta sẽ phát hiện ra ở đâu đấy nó có 2 đến 3 góc vuông. Ví dụ như ở điểm A này có 2 đến 3 góc vuông này. Thì chúng ta sẽ dùng hệ trục tọa độ. Sau này các bạn làm nhiều, các bạn sẽ có kinh nghiệm là nên chọn điểm nào làm gốc. Thì cái điểm này làm gốc này các bạn này. Nếu ở cái mặt đáy này này, mặt đáy này mà có góc vuông thì đấy chính là nơi chúng ta chọn làm gốc. Sau khi chọn được hệ trục tọa độ xong ấy, sang bước số 2 là bước khó nhất của bài toán. Đó chính là tọa độ hóa được các điểm. Cái bước số 3 này nó chỉ là kết quả mà chúng ta tính toán thôi. Đó là người ta yêu cầu tính góc thì chúng ta xây dựng công thức tính góc. Người ta xây dựng yêu cầu tính khoảng cách thì chúng ta xây dựng công thức tính khoảng cách. Người ta yêu cầu chúng ta dự đoán cái gì thì chúng ta cứ theo các công thức để làm. Thì các công thức lấy từ đâu? Đó chính là lấy từ cái phần chúng ta vừa học ở phần OXYZ đấy. Rồi chúng ta cùng xét thêm một ví dụ nữa để xây dựng hệ trục tọa độ các bạn nhé. Xét ví dụ số 2. Thầy sẽ cùng làm với các bạn cái ví dụ này. Và từ những cái bài tập phía đằng sau ấy, các bạn phải tập xây dựng hệ trục. Đấy, việc của các bạn là tập xây dựng hệ trục. Cho hình chóp SABCD. Có các thông tin như sau. Thứ nhất, đáy là hình chữ nhật. Cái câu này nghe rất là vui tai, tại vì đáy của nó là hình chữ nhật, tức là đáy của nó có góc vuông. Và khi nó có góc vuông ấy, có nghĩa là chúng ta xây dựng được hệ trục. Đấy là cách suy nghĩ. AB bằng A. AD bằng A căn 2. SA vuông góc với đáy. Từ đây yêu cầu chứng minh còn thêm MN là trung điểm của AD và SC. Các bạn thêm giả thiết M và N là trung điểm của AD và SC. Y là giao của BM và AC. Đấy, rất nhiều giả thiết. Phần A chứng minh mặt phẳng SAC vuông góc với BM. Phần B chứng minh tính thể tích của khối tứ diện ANIB. Rồi chúng ta đã có xong đề bài. Bài này nếu các bạn làm theo cái phương pháp mà hình học không gian ấy, thì câu chuyện nó dài lắm các bạn. Và chưa chắc đã, chúng ta có thể làm được hoàn thành được tốt. Thế nhưng nếu chúng ta có cái nhìn về phương pháp tọa độ thì bài này trở lên một bài rất là đơn giản. Vinh ghi xong cái phần đề bài báo cho thầy Vinh nhé. Vinh ơi. Vinh ơi. Rồi mic hỏng rồi Vinh ơi. Mic của Vinh nó bị hỏng rồi, chắc là em nói chả nghe thấy cái gì đâu. Chỉ thấy bật mic thôi, chả nghe thấy gì cả. Nhi ghi xong báo cho thầy Nhi nhá. Rồi, ok.
Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ hình nhé. Và trong quá trình vẽ hình thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng hệ trục này. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái giả thiết là đáy là hình chữ nhật. Thì chúng ta có hình vẽ như này các bạn. Thầy sẽ vẽ to to ra một chút để các bạn nhìn nhé. Nếu bạn nào còn nhớ thì kinh nghiệm vẽ hình là hai cái nét ở trong ấy, toàn là nét đứt hết. Đây. Rồi. Cái thông tin thứ hai thầy cần vẽ đó là thông tin này này. SA vuông góc về đáy. Chúng ta để điểm A ở phía trong các bạn. Nó sẽ đẹp. Rồi chúng ta nối với các đỉnh còn lại. Rồi đây là điểm A này. Điểm B này. Điểm C này. Điểm D này. À, ở phía trên nó là điểm S này. Các thông tin là AB bằng A này. AD bằng A căn 2 này. M là trung điểm của AD. N là trung điểm của SC. Y là giao của BM. Với AC. Như vậy đây là điểm Y này. Đấy, chúng ta đã có được các điểm trên hình vẽ rồi. Thầy sẽ tô đậm những cái điểm này lên. Ok, các thông tin đã xong. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ xác định một hệ trục tọa độ. Thì các bạn sẽ thấy điều gì đang xảy ra ở cái hình vẽ này. Đầu tiên các bạn quan sát cho thầy, các bạn sẽ thấy là cái góc A vuông này. SA vuông góc về đáy này. Vậy đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta xây dựng được một hệ trục tọa độ. Đấy các bạn nhé, đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta xây dựng hệ trục tọa độ. Và cụ thể chúng ta sẽ xây dựng hệ trục như sau. Đây là trục X này. Trục Y này. Trục Z này. Rồi. Vậy thầy sẽ đặt lần lượt đó là trục X, trục Y, trục Z như các bạn đang thấy trên hình. Và câu nói đầu tiên chúng ta nói là chọn hệ trục như hình vẽ. À, chọn hệ trục như hình vẽ thì các bạn có thể hình dung ra là cái câu nói này ở trong môn vật lý nó rất hay dùng khi các bạn phân tích các dao động cơ ấy, hay các chuyển động. Ở đây các bạn thấy có đơn vị là A này. Đấy, có những số đo là A này. Đấy, thì chúng ta viết là coi A là đơn vị. Như vậy cái bước số 1 là chọn hệ trục đã làm xong. Chúng ta chuyển sang bước số 2 là bước khó khăn nhất để xây dựng tọa độ. Bước đầu tiên chúng ta xét điểm B. Thầy chấm vào điểm nào thầy xây dựng tọa độ điểm đó nha. Các bạn nhìn điểm B này. Rồi thầy hỏi là... À thôi thầy sẽ xây dựng luôn. Các bạn nhìn thấy điểm B ấy, nó nằm trên trục X cho nên nó chỉ có tọa độ X thôi. Độ dài của nó bằng A. Cho nên chúng ta ghi là 1A. Lẽ ra là ghi là A 0 0. Nhưng do chúng ta coi A là đơn vị rồi nên chúng ta sẽ chuyển A thành 1. Tọa độ điểm D này
Điểm D nằm trên trục OI thì tọa độ của nó sẽ là 0. Độ dài của nó là A căn 2. 0. Nhưng do chúng ta coi A là đơn vị rồi nên chúng ta xóa bỏ A đi. Chúng ta chỉ viết căn 2 thôi. Rồi bây giờ đến điểm C này. Các bạn thấy là điểm C nó chiếu vuông góc lên trục X thì thành điểm B. Chiếu vuông góc lên trục Y thì thành điểm D. Nên điểm C này sẽ gồm có tọa độ của B và tọa độ của D. Vậy điểm C sẽ có tọa độ là 1, căn 2, 0. Rồi điểm đặc biệt nhất là điểm A là gốc tọa độ 0, 0, 0. Có hai cách để các bạn làm. Một là các bạn có thể viết tọa độ sang bên cạnh. Hai là các bạn viết trực tiếp vào hình. Ví dụ điểm C tọa độ là 1, căn 2, 0. Điểm D tọa độ là 0, căn 2, 0. Tùy thích nhé, tùy thích các bạn. Đấy. Thế nhưng một hình mà có nhiều điểm quá, ấy, các bạn điền vào hình nó sẽ bị rối. Rồi bây giờ thầy cần tính điểm M nữa này các bạn này, điểm M. Các bạn phân tích này, điểm M nằm trên trục Y, nó là trung điểm của AD, trung điểm của AD. Nên cái thằng AM này có độ dài là A căn 2 trên 2. A căn 2 trên 2. Bỏ đi A. Vậy điểm M có tọa độ là 0 căn 2 trên 2. 0. Rồi bây giờ đến điểm Y này các bạn này. Điểm Y. Cái câu chuyện là làm sao để tính được điểm Y đây? Thì chúng ta phân tích như sau. Thầy sẽ vẽ hình lại để các bạn quan sát cho dễ nha. Kỹ thuật này có tên là tách hình. Tách hình để tính. Đây là A này. B, C, D. M là trung điểm. Thì cái điểm Y nó được tạo ra như thế này. Lấy AC. Đấy, cắt nhau. Thì đây chính là điểm Y. Thì chúng ta nhận thấy điều gì đang xảy ra ở đây? Đó là do cái đoạn AM này bằng một nửa của BC. Do đó cái thằng AI này sẽ bằng một nửa của IC. Các bạn nhìn nha. AI sẽ bằng một nửa của IC. Chuyển về vector thì các bạn nhìn vào hướng này, vector AI sẽ bằng một nửa của vector IC. Các bạn chuyển về vector thì phải chú ý về hướng. Rồi. Nhân chéo lên chúng ta được hai lần vector AI. Sẽ bằng vector IC. Viết theo hình thức thì sẽ là 2 lần Y trừ A sẽ bằng C trừ Y. Hiểu là lấy sau trừ trước. Nhớ nha, lấy sau trừ trước. Được chưa nào? Từ đây chúng ta thấy 2 lần điểm Y trừ đi điểm A, 2 lần điểm A sẽ bằng C trừ Y. Từ đây các bạn suy ra công thức là 3 lần điểm Y sẽ bằng 2 lần điểm A cộng với điểm C. Vậy chúng ta suy ra Y sẽ bằng A, 2A cộng C chia 3. Đây là công thức tính điểm Y. Đấy, với những cái phân tích như thầy vừa phân tích cho các bạn xem, thì đây chính là công thức tính điểm Y. Từ cái công thức tính điểm Y như thế này, thì chúng ta suy ra điểm Y sẽ có tọa độ là, các bạn lấy 2 lần điểm A cộng với điểm C chia 3. Nhắc lại, 2 lần tọa độ của A cộng với C chia 3 thì điểm Y sẽ có tọa độ là 1/3 căn 2 chia 3. 0. Vậy chúng ta đã tính xong tọa độ điểm Y.
Toàn bộ những tính toán này thầy để nguyên ở đây để các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đấy, có thể tham khảo thêm khi các bạn xem lại cái file này. Ok. Xong điểm Y rồi, bây giờ thầy sẽ tính điểm SC này các bạn này. Điểm SC này. Điểm SC này chiếu lên mặt phẳng tọa độ ấy. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy điểm S nằm trên trục Z. Nằm trên trục Z. Mà theo giả thiết thì cái thằng... ở đây thầy thiếu giả thiết rồi. Chúng ta cho SA bằng 2 nhé. SA bằng 2A. Đấy, như vậy chỗ này là 2A này. Đấy, các bạn bổ sung lại cho thầy, thầy chép thiếu đề. SA bằng 2A. Rồi, như vậy là cái điểm S này nó nằm trên trục Z này. Nó có độ dài AS bằng 2A ấy. Cho nên điểm S sẽ có tọa độ là 0, 0, 2. Điểm cuối cùng chúng ta quan tâm đó là điểm N. Các bạn nhìn này, N là trung điểm của AC. Xin lỗi, điểm N là trung điểm của SC. Do đó điểm N sẽ bằng điểm S cộng điểm C chia 2. Nhắc lại, lấy điểm S cộng điểm C chia 2. Do đó điểm N sẽ có tọa độ là lấy S cộng C chia 2 này sẽ là 1 phần 2 này. Căn 2 trên 2 này. 1 này. Nhìn vào hình vẽ đến thời điểm này các bạn nhận thấy điều gì? Đó là toàn bộ cái các điểm trên cái hình này đã được xây dựng tọa độ xong. Bước số 2 hoàn thành. Chuyển sang bước số 3. Câu hỏi đặt ra là vậy bài toán này làm có mất nhiều thời gian không? Thầy trả lời với các bạn là mất tương đối nhiều thời gian nếu các bạn không thành thạo. Do đó muốn cái thời gian làm việc của các bạn tốt dần lên thì các bạn nên luyện tập thật nhiều, thật nhiều. Chúng ta phân tích cái câu hỏi đầu tiên, đó là chứng minh BM nó vuông góc với mặt phẳng SAC. À, để cho thuận tiện có các tọa độ thì thầy sẽ cắt cái phần tính toán này đưa xuống trang dưới. Thế các bạn về có thể xem lại phần tính toán này ở trang dưới nhé. Đấy, thầy để ở trang dưới này. Để ở trang trên này thì chúng ta sẽ có cái hình vẽ và cái phân tích cho nó thuận lợi hơn. Để chứng minh một đường vuông góc với một mặt thì thầy phân tích như thế này để các bạn xem nhé. Đấy, đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng P ấy, có nghĩa là nó sẽ vuông với mấy đường đây? Vuông với 2 đường đúng không nào? Vuông với 2 đường. À, nếu mà trên cái đường thẳng này mà thầy lấy được vector chỉ phương này, trên cái mặt phẳng này thầy lấy được 2 vector pháp tuyến này, 2 vector chỉ phương này, tức là U1 này, U2 này. Còn cái thằng này là U của D này. Thì điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là cái vector chỉ phương của đường thẳng vuông góc với 2 vector chỉ phương của mặt phẳng. Đấy, đây là điều kiện để đường vuông góc với mặt. Cái điều kiện này có thể chuyển thành vector UD nhân vector U1 bằng 0. Vector UD nhân vector U2 bằng 0. Và đây chính là điều kiện mà chúng ta sẽ sử dụng. Vấn đề là chúng ta tìm xem đâu là UD và đâu là U1, U2. Các bạn quan sát trên hình vẽ nhé. Cái đường thẳng BM này thì vector UD chính là vector BM luôn. Vậy chúng ta xét vector BM. Đây chính là vector UD nhé.
trên cái mặt phẳng SAC này các bạn này. Trên mặt phẳng SAC thì các bạn chọn luôn là AS và AC là vector U1 và U2. AS và AC. Vậy các vector này đóng vai trò là vector UD này. Thằng này đóng vector là U1 này. Thằng này đóng vai trò là vector U2 này. Trong cái hình vẽ này. Thầy nhắc lại ý tưởng. Để chứng minh đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P, ta sẽ chứng minh vector chỉ phương của đường thẳng D vuông góc với hai vector chỉ phương của mặt phẳng P. Như vậy, chúng ta cần tìm vector chỉ phương của D và hai vector chỉ phương của mặt phẳng. Trở lại hình vẽ, chúng ta phải chứng minh BM thì chúng ta chọn luôn vector BM là vector chỉ phương. Vuông góc với mặt phẳng SAC, SAC tức là chúng ta chọn luôn hai vector chỉ phương, đó là vector AS và vector AC. Nhiệm vụ của các bạn là tính vector BM, tính vector AS và tính vector AC. Sau đó chúng ta xét cái tích này. Đó là vector BM nhân với vector AS bằng vector BM nhân với vector AC bằng, nếu các bạn tính toán nó ra bằng 0 ấy, nếu ra bằng 0 ấy, thì chúng ta sẽ suy ra điều gì? Nếu các bạn tính ra được bằng 0 nhé, thì chúng ta sẽ suy ra là BM sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. Đấy, cái quá trình chúng ta làm việc nó là như thế này. Còn cái việc tính toán nốt của các bạn nhé, nó là của các bạn. Bây giờ chúng ta xét đến cái ý thứ hai, đó là tính thể tích các bạn. Thể tích của ANIB. Thể tích của ANIB. Đây là thể tích của một tứ diện. Thì thầy chọn A làm đỉnh này. Thì theo công thức thể tích nó sẽ bằng 1/6. Nếu bạn các bạn nhớ nhé, trị tuyệt đối của vector AN. Đây là B này. Vector AN này. Nhân với vector tiếp theo đó là vector AI này. Nhân với vector tiếp theo đó là vector AB này. Đấy, đây chính là công thức tính thể tích. Trong đấy tất cả các điểm A, N, I, B chúng ta đều có tọa độ rồi, nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức này để tính. Đấy, thầy chọn điểm A để nối với các điểm còn lại. Xét trên quan điểm tọa độ thì các bạn thấy rằng là nếu chúng ta tọa độ hóa được tất cả các điểm thì tất cả những yếu tố của bài toán đều được tính dựa trên vector. Điều kiện vuông góc cũng được chuyển về vector. Đây, với cái hình vẽ như này để chúng ta phân tích được là cái vector U1, U2 và vector UD đóng vai trò là vector nào. Và công thức thể tích thì chúng ta chỉ cần tính các vector này ra rồi thực hiện tích hỗn tạp thì chúng ta sẽ xây dựng được công thức tính thể tích. Ít nhất về mặt ý tưởng thì nhị có hiểu được ý tưởng của bài này không? Hiểu được mang máng á. Cái đoạn nào sẽ là khó? Kiểu tính toán ra nó hơi dối. Nhưng mà đã tính toán đâu mà dối? Chưa tính toán thế nào mà. Đây mới chỉ gọi là xây dựng công thức thôi. Rồi anh có nhận xét gì về cái hướng làm này? Em thấy nó dài ạ. Nhưng ít nhất có hiểu được không? Cũng hơi hiểu ạ. Rồi ok. Thế thì chúng ta sẽ dừng lại ở hai ví dụ này. Và yêu cầu các bạn về làm lại cho thầy ví dụ số 1. Làm lại nhé. Tự tay làm lại đi. Thế xong làm tiếp cho thầy ví dụ số 2. Ít nhất ở cái đoạn đó là xây dựng hệ trục và tọa độ hóa các điểm. Rồi các bạn có thể thực hiện các phép toán này một cách từ từ. Tức là có thời gian thì mới thực hiện được.
Toàn bộ cái bài tập liên quan đến hệ trục tọa độ thì mai thầy sẽ gửi, không muốn gửi quá sớm vì muốn các bạn trình bày hai cái ví dụ này lại đã. Thế như vậy bài